Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc rằng phương Tây đã buộc Nga phải tấn công Ukraine vì Kiev đã phớt lờ cảnh báo của Moscow. Ông cho rằng phương Tây đã cung cấp vũ khí cho Ukraine và hỗ trợ quân sự, khiến xung đột thêm nghiêm trọng. Putin cũng tuyên bố rằng Ukraine đã phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình và cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky không còn là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine. Theo ông, nhiệm kỳ Tổng thống của Zelensky đã hết vào tuần trước và cơ quan hợp pháp duy nhất còn lại là Quốc hội Ukraine. Những tuyên bố của Putin được đưa ra sau chuyến thăm Uzbekistan kéo dài 2 ngày và chỉ một ngày sau khi Kiev tuyên bố rằng Nga đã tập kích tên lửa vào một nhà máy sửa chữa máy bay quân sự gần thủ đô. Tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột mở rộng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông vẫn hợp pháp nắm giữ quyền lực, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về tính hợp pháp của ông. Phản ứng với phát biểu của Putin, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Radlen Stefanchuk nhấn mạnh rằng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự, Ukraine đã ban hành thiết quân luật, cấm các cuộc bầu cử Tổng thống, Quốc hội và địa phương. Theo Hiến pháp Ukraine, Tổng thống thực hiện quyền hạn cho đến khi Tổng thống mới nhậm chức. Do đó, ông Zelensky vẫn là Tổng thống Ukraine cho đến khi thiết quân luật kết thúc. Trong diễn biến liên quan, Leonid Pasechnik, lãnh đạo chính quyền do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Lugan, cáo buộc Ukraine đã sử dụng tên lửa có đầu đạn trùng tấn công khu vực này gây hỏa hoạn. Truyền thông Ukraine cho biết mục tiêu của vụ tập kích là các tòa nhà và sân bay gần đó do Nga sử dụng làm trụ sở và căn cứ hậu cần. Một nhà máy sửa chữa máy bay cách đó vài trăm mét cũng trở thành mục tiêu. Các nguồn tin từ mạng xã hội Nga và Ukraine cho rằng đòn tấn công được thực hiện bằng hệ thống pháo phản lực cơ động cao SIMAS, mặc dù thông tin này chưa được xác nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới, với ước tính nửa triệu quân đã triển khai hoặc đóng gần biên giới và kế hoạch bổ sung 200.000 đến 300.000 quân nữa. Ukraine bày tỏ lòng biết ơn đối với viện trợ quân sự và vũ khí từ các đối tác, nhưng chỉ một nửa trong số đó được chuyển giao kịp thời. Reznikov nhấn mạnh rằng bất kỳ sự chậm trễ nào cũng sẽ có lợi cho Nga, vốn sở hữu lực lượng đông đảo và được trang bị tốt hơn. Ông hy vọng phương Tây sẽ sớm chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine, trong một diễn biến có khả năng làm leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO. Đức và Pháp đã đồng ý cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Phát biểu chung tại Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định quyết định này không làm leo thang xung đột. Macron giải thích rằng Ukraine được phép tấn công các địa điểm quân sự nơi Nga bắn tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Ukraine không được phép tấn công các mục tiêu khác ở Nga hoặc các địa điểm dân sự. Scholz bày tỏ sự đồng tình với Macron, cho rằng Ukraine cần được phép tự vệ miễn là tôn trọng các điều kiện như tránh tấn công các quốc gia có chủ quyền. Phản đối sử dụng vũ khí tấn công Nga. Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani nhấn mạnh rằng các thiết bị quân sự do Ý gửi đến Ukraine chỉ được sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder cũng phản đối việc sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất bên ngoài Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lại có quan điểm khác. Ông muốn Ukraine được phép tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp và đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ các hạn chế. Cảnh báo xung đột toàn cầu. Những phát ngôn trên đã khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đến phương Tây. Ông cho rằng việc cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn cầu. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng nhiều nước thành viên NATO có diện tích đất nhỏ và mật độ dân số thấp, cần cân nhắc những yếu tố này trước khi tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng thừa nhận rằng liên minh nên để Ukraine tự quyết định về việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công Nga, nhưng quan điểm này không được tất cả các thành viên NATO đồng tình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này và cân nhắc tất cả các khía cạnh. Mỹ vẫn không khuyến khích tấn công lãnh thổ Nga, bất chấp hàng trăm tỷ đô la viện trợ vũ khí và tình báo cho Ukraine. Quan điểm của Mỹ về xung đột với Nga vẫn chưa thay đổi đáng kể so với các đồng minh châu Âu. Tổng thống Biden tái khẳng định rằng Mỹ không khuyến khích hoặc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Nga cáo buộc NATO chuẩn bị tấn công hạt nhân. Trong bối cảnh lo ngại về khả năng leo thang xung đột, Nga cáo buộc NATO tiến hành các hoạt động huấn luyện gần biên giới phía đông để chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào Nga. Tướng Vladimir Kulov, người đứng đầu lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB, cho biết cường độ và tần suất các cuộc tập trận chiến đấu của NATO gần biên giới đã gia tăng, bao gồm cả kịch bản tác chiến nhằm vào Nga với khả năng tấn công hạt nhân vào lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, tướng Kulov không nêu rõ nước thành viên NATO nào bị cáo buộc tiến hành các cuộc tập trận tấn công hạt nhân. Ông nhấn mạnh rằng Nga cần có các biện pháp thích hợp để bảo vệ an ninh biên giới.
6 nước thành viên NATO giáp biên giới với Nga là Estonia, Latvia, Phần Lan, Na Uy, Litva và Ba Lan. Vụ tấn công đẫm máu ở Gaza, xe tăng Israel đã ná pháo vào một khu liều trại ở phía tây Rafah hôm 28 tháng 5, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Theo thông tin từ Bộ Y tế Gaza, đây là lần đầu tiên xe tăng Israel tiến vào trung tâm Rafah kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào thành phố miền nam dải Gaza cách đây 3 tuần. Vụ việc mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau một cuộc không kích khác của Israel gây ra hỏa hoạn tại một trại tị nạn ở Rafah khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Những vụ tấn công này đã vấp phải làn sóng lên án mạnh mẽ và kêu gọi Israel thực hiện lệnh ngừng bắn như yêu cầu của quốc tế. Israel cho biết chỉ tấn công các mục tiêu của Hamas và không có ý định gây thương vong cho dân thường. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của quân đội Israel thừa nhận đang điều tra khả năng đạn pháo được bắn gần khu vực nhà dân trong cuộc không kích cuối tuần trước có thể gây ra vụ cháy. Quân đội Israel khẳng định đạn pháo của họ không thể gây ra một vụ cháy lớn như vậy. Động thái ngoại giao mới trong một động thái được cho là nhằm thúc đẩy nỗ lực hướng tới lệnh ngừng bắn. Iceland, Tây Ban Nha và Na Uy đã chính thức công nhận nhà nước Palestine. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết động thái này nhằm công nhận một nhà nước Palestine thống nhất bao gồm cả dải Gaza và bờ Tây dưới sự điều hành của chính quyền dân tộc Palestine, với Đông Jerusalem là thủ đô. Việc công nhận Palestine không chống lại bất kỳ ai, Tây Ban Nha khẳng định. Quyết định của chúng tôi thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của chúng tôi đối với Hamas. Tổng thống Nga Putin tuyên bố Tổng thống Ukraine Zelensky đã mất đi tính hợp pháp và cáo buộc phương Tây kích động xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky khẳng định vẫn nắm giữ quyền lực hợp pháp, trong khi Nga chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.